Mừng đến buổi biểu diễn của chúng tôi. Mời vào. Chúng ta đã sẵn sàng xem biểu diễn. Vậy thì bắt đầu thôi. Ô không. Thử đi. Đây là màn trên cá. Đây là vây. Có ai muốn thử không nào? Không đời nào. Nhóc. Ô biết rồi. Mình không muốn. Ô có một lối vào. Nơi này đẹp quá đi. Con bé đã đi đâu rồi? Nhóc không thoát khỏi ta đâu. Ô không, mình nghĩ là ông ấy. Chắc chắn sẽ không tìm thấy mình ở đây. Hình này đẹp thế. Này, đây là chỗ của ta mà. Đi đi, có nghe thấy không? Tiếng tích tích gì vậy? Đây là thiết bị theo dõi. Mình nghĩ ra ý này. Phải đánh lạc hướng ông ta. Nhưng sao lại là ta? Giờ ông ta sẽ tìm ra mình mất. Đừng tưởng nhóc có thể trốn thoát. Đợi tí. Mình có máy định vị. Ồ, có tín hiệu nè. Kết thúc rồi nhóc à. Được rồi, đang tiến gần hơn. Ha, nhóc chắc chắn là ở đây. Trúng độc đắc nha. Mình là thiên tài. Và đây là giải thưởng đặc biệt. Đợi một chút. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu. Không có bé hả? Sao con nhóc biết được nhỉ? Đừng có làm phiền ta. Muốn ta trở thành kẻ xấu à? Ta làm được nha. Ta sẽ đi tìm nhóc. Mọi người đi đâu cả rồi? Nơi này nhỏ quá. Thiêu, mình phải chạy trốn. Ý mình là bơi trốn. Bắt đầu thôi nào. Xuất sắc. Có thứ gì hữu ích không nhỉ? Ồ, có ai vậy nè? Woohoo, gậy phép thuật. Bronze. Tớ đây. Này, tớ không phải là thỏ đội mũ. Sao không hoạt động nhỉ? Hơ, chúng ta đã về bên nhau rồi. Wow, đặc biệt thế. Tớ có chân sao? Quá đã. Này Jack, cậu cần cải trang đó. Hợp với tớ đó nha. Cảm ơn. Chúc cậu vui vẻ nhé. Đi thôi. Cảm ơn Jack. Wow, thật tuyệt. Mình trốn ông ta thế nào đây? À cha cha, chắc hẳn nhóc đang ở đây. Không ai trốn khỏi máy dò tìm của ta đâu. Ô không, có lẽ nó sẽ giúp được cho mình. Mình sẽ trốn trong tivi. Được rồi, mình cần hòa mình vào nền xung quanh. Hả? Cái gì? Nhóc con. Mình phải nhanh lên. Ô, mình là Michelangelo. Ai đã bật tivi vậy? Nhận lấy nè. Ôi da, mình không biết đây là tivi 3D đó. Ô, giờ mình là Ladybird. Mình rất thích. Này, cái tivi này bị sao vậy? Ai đó? Ô không, ông ta biết rồi. Chà, có cố gắng. Nhưng ta mới là người chọn chương trình nha. Khoan đã, tôi đã nhìn thấy cô nhóc đó ở bên kia. Vậy chúng ta tạm hoãn vậy. Theo tôi, nhanh lên. Con nhóc đâu rồi? Chẳng có ai ở đây cả. Ủa, chắc là con nhóc đi rồi. Mình có một kế hoạch. Mạo hiểm vậy. Này, Ken, ông làm rơi rồi kìa. Mình phải nhanh lên. Tuyệt. Này, Ken. Đây rồi. Ồ, tôi nghĩ con nhóc đã đi hướng này. Ồ, hiểu rồi. Lẽ ra ta phải phát hiện chứ. Đi thôi, nhanh lên. Cô đi trước đi. Không phải chứ. Ken, mình nên làm gì đây? Màn trình diễn thật tuyệt. Bye. Chào, chúng ta làm quen nha. Tớ là Pony. Cậu không thân thiện gì cả. Thật sao? Được rồi, vậy tớ sẽ phải loại bỏ cậu. Lúc đâu rồi ta? Không. Được rồi, tưởng đâu gặp rắc rối to rồi chứ. Cậu ta dai thật đó. Thả ta ra. Mình phải đi thôi. Tới rồi. Này nhóc, làm sao để ra khỏi đây ta? Có chị ở đây rồi. Để chị giúp em nha. Ra ngoài đi, em bị kẹt rồi. Em nên làm gì ạ? Xui xẻo thế.
chỉ có ý này. Đợi một chút. Này, cẩn thận chứ. Xin lỗi. Ồ, cho tớ mượn nha. Sao cậu dám chạm vào nó? Nè, có chuyện gì thế? Cậu muốn khẩu súng hả? Vậy thử máy đo sức mạnh đi. Không thành vấn đề. Tớ hiểu rồi. Này, kỳ vậy. Không ai chạm tới 1000 đâu. Khoan đã. Thành công rồi. Tớ thắng rồi nha. Súng là của tớ. Cố lên. Chẳng có ích gì đâu. Cứu em với. Được rồi, để chị nghỉ đã. Đừng gây chú ý đó nha. Còn gì là phim khi không có bỗng ngô chứ. Lại là ông ta. À, lửa. Nóng quá đi. Các bạn giúp cho mình với. Hãy thích video để cứu mình nha. Xin các bạn đó. Oh yeah. Mình có thể ngắm lửa mãi mãi. Thêm một chút độ sáng nào. Ồ vâng, thật là tuyệt vời. Các bạn ơi, nhanh lên, nếu không nơi này cháy rụi mất. Làm ơn đi, hãy thích video này nha. Wow, các bạn tuyệt quá à. Cảm ơn nhiều. Tớ đã được cứu rồi. Không thể nào. Quay lại đây. Không phải chứ. Ông ta lại ở đây. Mặt nạ của mình. Ủa? Yes. Bé yêu, mình cần giúp cô bé. Ta chịu đủ rồi. Chúng ta sẽ hoãn lần nữa. Này, Ken, khiêu vũ không nè? Bắt đầu với điệu tango nha. Mà tại sao cô lại quyết định khiêu vũ? Ông nghĩ chúng ta còn có lý do điều khiển từ xa đâu rồi. Là nó hả? À, là con chuột. Ta bắt đầu thích rồi đó nha. Ông ta để nó ở đâu nhỉ? Đây là gì? Ồ, như này thì quá rồi. Cô lấy cái này ở đâu vậy? Trả lại đây. Wow. Biết gì không? Đến lúc diễn tập rồi. Này, cậu cũng vậy luôn đó nha. Thế là cậu bé ngoan. Này, cậu ổn chứ? Để tớ xử lý cho. Được rồi. Hãy là chú ngựa ngoan nào. Làm ơn đi. Bắt đầu. Wow, không đủ khoảng trống. Được rồi, cố lên hết đi. Cậu có thể làm được. Cẩn thận khi rẽ nha. Đừng lo lắng. Chẳng là gì với ta đâu. Nhưng với tớ thì không. Nhanh quá à. Mình không nghĩ sẽ tham gia đua ngựa đâu. Tớ cũng vậy. Cậu ông nghi ngờ hả? Cậu thật tuyệt vời. Thêm chuyến nữa nhỉ. Thế kẹo ngọt thì sao? Cậu thật hào phóng mà. Lấy đi. Đủ rồi. Được rồi. Jess, ta có bạn đồng hành rồi. Mình không gỡ ra được. Đừng hy vọng gì nữa. Cố với. Đợi tớ chút. Này Chloe, ngươi sẽ không bắt được ta. Đấu bò thì sao hả? Ngươi sẽ phải trả giá. Xem ta đây. Ha, mình đúng rồi. Chà, không nha. Thật là xấu xa mà. Tới chỗ bạn ngươi đi. Ngươi làm gì thế hả? Wow, cậu đỉnh thật đó. Đi thôi. Cậu đã làm rất tốt. Cầm áo choàng tàng hình này đi. Muốn mặc thử chứ? Hiệu quả không? Cảm ơn Jack nha. Tớ sẽ cần nó. Wow, cậu trong suốt luôn kìa. Bye. Cái gì? Cô nàng chạy trốn rồi hả? Thôi vậy. Mọi người đi đâu cả rồi? Không lẽ nhóc con đó ở đây? Mùi gì vậy nhỉ? Ai đó? Mong là ông ta không thấy mình. Ta sẽ tìm cô. Nàng ngọt ngào này là ai đây? Mình mê đu nếp. Đồ ngọt yêu thích của mình. Còn gì ngon hơn nữa chứ? Nhà tắm đâu nhỉ? Bác sĩ nói mình không được ăn đồ ngọt. Ồ, cái này sẽ cứu mình. Suýt thì tiêu rồi. Mình phải ra ngoài nhanh lên. Mình nghĩ mình biết điểm yếu của ông ta rồi. Cái này hữu ích nè. Mình cần phải chuẩn bị. Ra đây, Ken. Tôi thách ông đấu một trận.
Ta sẽ chờ đợi điều này. Vậy thì chấp nhận thử thách đi. Hiu, thật là nhẹ nhõm mà. Tìm tới đâu rồi nhỉ? Hôm đi. Hãy chiến đấu đi. Rất hân hạnh nha. Tiếp chiêu đi. Sẵn sàng rồi. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ủa, ta sẽ không để cô thắng đâu. Ông thích, không phải kẹo chứ. Đừng kiếm chuyện với ta nữa. Ta sẽ lấy thứ này. Đã đến lúc đón cô bé rồi. Woohoo, cảm ơn ạ. Bé yêu, cha, cháu được ra rồi. Woohoo, cháu trở lại thế giới dưới nước rồi. Đi với cháu đi. Không nhanh như vậy đâu. Ta không cho phép. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Bé ơi, quên cô nhóc đi. Chương trình mới đang chờ cô đó. Đi thôi. Đây, gặp đồng nghiệp của cô đi. Ồ, tham gia cùng bọn tớ đi nào. Là cậu sao? Được rồi. Chào cả nhà, chào mừng đến rạp xiếc trực tuyến nha. Lại đây nào. Xin chào cả nhà, đừng lỡ cơ hội này. Mình đợi lúc này lâu lắm rồi đó. Bé đây nè, mời vào nha. Cha cha cha, em thì không được. Nhưng em có vé mà. Có gì hả? Không biết đọc à. Mọt sách cắm vào, không công bằng tí nào. Và cái gì kia? Em ơi, vào chơi nè. Nhưng sao mà được? Em cần điều khiển đó. Được nha. Thử cái này xem. Nhưng nhấn sao bây giờ? Wow. Chào em. Mời vào. Em thích nơi này chứ? Sao em vào được? Mình sắp vào rạp xiếc rồi. Nhưng em mở giúp cửa nha. Nhưng rạp xiếc ở sau chị thật ạ. Em thấy đó, tụi chị không làm được. Không có em thì không thể được đâu. Cảm ơn, cứu tụi chị với. Được ạ. Trân kích. Cha, không. Không cho vào. Chạy đi. Cha, cha, cha. Ai ở đây vậy ta? Không cho vào rồi mà. Mình làm gì bây giờ? Đừng có làm ồn. Ragatha, ta đã nói rồi. Giờ đang diễn rồi. Điệu nhảy đầy mê hoặc và tuyệt vời đó Ragatha à. Nói sao cũng được khen. Em đã nhảy cả ngày rồi. Ủa? Nữa hả? Xin lỗi sếp nhiều. Để em sửa lại. Đủ rồi. Hôm đi, lại đây. Biểu diễn ngay nào. Dạ sếp. Au, tay của mình. Vào sọt rác liền đi. Không phải vậy. Đây là buổi diễn cuối đó hôm đi à. Này, dừng lại. Cậu ấy đang bị đau mà. Cái gì cơ? Ai đây? Dám bảo ta sai à? Cậu không có quyền làm như vậy. Không phải đồ chơi của cậu đâu. Thả họ ra đi. Ta có ý tưởng tuyệt vời. Và giờ ngươi sẽ thành thành viên mới của rạp xiếc trực tuyến này. Drum Trick. Này, sẽ thế chỗ cho Thơm đi. Được. Chờ một phút nha các nàng. Lại thêm bất ngờ nè. Nhìn đi. Drum Trick. Nhanh lên. Đó là gì thế? Này, đừng để sư phụ đợi. Chạy đi. Lâu rồi không ở đây. Có chuyện gì vậy? Cậu nghĩ mình đang đi đâu thế? Hôm nay à, nhanh lên. Một phút thôi, phải giải quyết với người này nè. Thả ra đi mà. Hôm đi. Ồ, ai đây? Chào các nàng. Cẩn thận nha, Robin đang ở đây. Cậu nói gì thế? Không là gì cả, chết người. Tới bắt cậu đây. Không phải vậy mà. Cứu với. Khoan đã. Thả ra hoặc là tan đời. Thả ra đi. Không thể được nữa. Để mình giúp. Chờ đó, mình giúp cậu thoát ra nha. Kiếm chuyện hả Jack? Tránh xa bạn ta ra. Ổn hơn rồi đó. Tóm lấy chúng nè. Nhảy lên. Cúi xuống. Nhìn nè. Trông như mảnh ghép ha. Nhận lấy. Này sẽ tiện lắm nè. Tuyệt vời. Mình có ý này. May lại nè. Và bắt đầu thôi. Giờ thì ghép hai mảnh lại với nhau. Thêm dây và nút nè. Cơm trích. Vấy xong rồi đây. Dính thật chứ. Em ơi, vấy này hợp với em nè. Wow, nhìn đẹp đó nha. Chờ mình với. Không chịu được nữa. Giờ không còn bị phiền nữa. Nhìn nè, mình ở ngoài nữa nè.
Ô không, chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy bây giờ? Hy vọng không sao. Nhanh lên, đừng phí thời gian nữa. Không điều khiển nè. Nhìn kìa, chào mừng đến nhà mới. Tự nhiên nha. Là mình. Ồ, những cô nàng ngỗ nghịch. À, ông ấy thấy rồi. Rakata, nhanh lên. Hắn ta ở khắp mọi nơi. Chạy về thôi. Xuất sắc thật mà. Bất ngờ chưa? Không thoát được đâu nha. Rakata, ngoan ngoãn đi. Đi đâu đó, Tommy à? Kết nối rồi. Không chỉ như vậy. Tuyệt. Giờ thì chơi thôi nào. Kết nối mượt đó nha. Nhảy đi, nhảy đi. Ô không, ông ta lại làm thế nữa. Đi thôi. Mình thích nè. Ô, không ổn cho lắm. Được rồi, vui nha. Ổn không Rangatha? Ô, mình tìm cậu nãy giờ. Xem mình có gì nè. Làm lại trò này ha. Rangatha, cậu thử đi. Không làm đâu. Mình thử vậy. Ổn hết rồi chứ. Cậu sẽ thích đó nha. Cưa sẽ hiệu quả hơn đó. Jess, đừng mà. Năn nỉ cậu đó. Tóm lấy. Jess ơi. Để mình giải quyết. Và ảo thuật ngay đây. Cậu làm gì vậy? Tội nghiệp Rangatha quá. Ta-da. Tới số nè. Không dễ vậy đâu. Vào sọt rác nha. Bay an toàn đi nào. Wow, mình dài quá ta. Mình bảo là sẽ tuyệt lắm mà. Cậu nói gì cơ? Người bạn duy nhất của mình. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Đừng có làm như vậy nữa. Hả? Sao chạy luôn vậy? Được rồi, chỉnh lại chút nè. Băng keo dán lại là được ngay thôi mà. Cậu ấy sẽ lại mới len keng rồi. Thiệt á hả? Sao mà mình vậy được rồi? Gum trick. Mình hơi lo rồi đó. Cậu đây rồi. Đừng có lo mà. Mình chuyên nghiệp lắm. Rangatha, cậu sẵn sàng chưa? Phải vào trong thôi. Cái gì vậy? Cậu thấy thứ mình tìm hay không? Vào buổi diễn tập nè. Mình tập phần gì vậy? Đợi chút, mình sẽ cho cậu thấy. Để đầu vào miệng của quái vật này nè. Và mình gãi phần mũi của nó. Achi. Quá rồi. Phew. Giờ cậu thử đi. Cậu trước đi. Được rồi. Mũi đâu ta? Achi. Ô không, mình bị kẹt rồi. Cứu mới. Ô, thiệt không vậy? Chờ chút. Mình cứu ngay. Thả ra chú cáo kia. Kẹp chặt hơn rồi. À! Này, hôm nay đi đâu rồi? Mũ của cậu ấy. Quay về đi mà. Không có cậu thì mình làm gì bây giờ? Mình thì sao? Cáo nữa. Không ai thay cậu ấy được. Cái gì đó? Né ra đi. Ô, Pommy ơi, cậu đây rồi. Woohoo. Mình hơi nghẹt thở ấy nha. Mình hơi thừa đây ha. Đi thôi cáo ơi. Em ơi, có mũ cho em nè. Wow, cảm ơn chị nhiều ạ. Em như ngôi sao luôn nè. Chờ chút. Ai đó? Sẽ tìm ra ngay. Đừng mà. Tại sao ạ? Có chuyện gì ạ? Ô không, đợi đã. Này. À, chạy đi. Là cốc mô đó. Trốn ngay liền đi. Đáng sợ quá ạ. Bắt được rồi. Hôm đi, nhanh lên. Hy vọng là không thấy. Đâu hết rồi nhỉ? Muốn chơi trốn tìm à? Này, thấy rồi nha. Hôm đi, tội nghiệp quá đi. Em không nỡ nhìn. Hôm đi, cố lên. Mình sẽ cứu cậu. Này, cốc mô. Ánh sáng nè. Đâu cơ, đâu rồi? Bắt lấy. Woohoo, của ta. Hiệu nghiệm rồi. Mình cứu cậu ngay. Ồ, hơi tệ rồi đó. Các cậu ơi, giúp mình với. Xin hãy nhấn hết video này để cứu Pomni nha. Tuyệt. Rangatha. Nhấn thích nữa đi nha, sẽ được mà. Thêm chút nữa đi. Xong. Cậu thấy sao hả Pomni ơi? Cậu đã cứu mình rồi, cảm ơn nha. Kìa, khớp mô quay lại rồi. Đen. Giờ cậu hiểu rồi đó. Phải cố gắng chụp lấy. Đi nào Rangatha. Em đâu rồi? Khớp mô đi chưa ạ? À? Khoan đã, đừng làm ồn. Vâng ạ. Rangatha, cậu ở đây hả? Rangatha, mình thì sao? Muốn hắn tới đây hả? Phải trốn ngay. Mấy kẻ đó đâu rồi ta?
Đừng lo, mình có kế này nè, sẽ biết ngay thôi. Này bên này, mấy thần thù ngớ ngẩn kia, bắt lấy. Cậu có chắc là được không đó? Mình giúp với. Này lũ kia, ở đây nè. Đừng có chọc quê nha, coi chừng đây. Đừng có hù nha. Hôm nay đủ rồi nè. Yeah, được rồi, dính bẫy rồi. Mình nói là sẽ được thôi mà. Cảm ơn Jack nha, cậu đã cứu mình rồi đó. Rất may mắn. Xong rồi. Giỏi lắm. Ô, cái gì thế này? Này, Pomni, lại đây. Đây cho cô nè. Cậu tính làm gì vậy? Đừng mà, né ra đi. Bây giờ ngắm nha. Giữ chặt đó. Đừng có phiền mà. Đủ rồi đó. Giờ thì thử nhắm mắt nè. Không nhìn luôn. Phải chạy thôi. Ô không, dừng lại đi. Rồi sao, trúng không ta? Thử phát nữa xem sao. Rồi. Mình giỏi đó chứ. Mình phải tìm bạn mình thôi. Jazz, ai đâm cậu vậy? Cố lên. Mình tháo ra cho. Phải xem tim còn đập hay không. Bam bam. Còn thở nè. Trò đùa hay nè. Bíp bíp. Đùa được cậu rồi. Sao mà hay hù mình quá vậy? Không cứu cậu nữa đâu. Bình tĩnh đi, tặng cho cậu nè. Ngửi đi. Thơm lắm luôn đó. Không đùa nữa, đúng chứ? Cảm ơn nha. Đùa nè. Jazz, lại nữa. Ai không? Ngày của mình nè. Ồ, hiểu rồi, cậu thắng đó nha. Giải thưởng nè. Wow, thật hả? Hay vậy. Công nhận tài năng nè. Nhìn đi. Là trò đùa hả? Cậu phải nhìn mặt của cậu lúc đó. Hài lắm luôn á. Ồ, đúng vậy, cậu hay lắm nha. 2-1 ha. Thả mình ra. Phải làm gì bây giờ? Không phải như vậy. Làm sao đánh lạc hướng bây giờ ta? Ồ, đúng rồi. Này chắc được đó. Không thể quên được trò này đâu. Là điểm nhấn của chương trình này đó. Chống lại cái chết. Nhưng dành cho hắn ta, không phải dành cho mình. Đau quá đi. Woohoo, sống rồi. Room trip, sẵn sàng chưa nào? Đến lúc diễn tập rồi. Mình phải làm gì với cái này bây giờ? Em ơi, Ken, em ấy còn nhỏ, muốn thử cái này chứ. Nhảy đi, làm thôi. Khoan đã, em ấy chưa sẵn sàng. Đừng có phiền ta. Room trip. Lạ thật chứ. Hôm đi. Không, cậu ổn chứ? Đừng sợ mà. Tin bản thân và em sẽ làm được thôi. Đón lấy. Găng tay của chị á. Cảm ơn ạ. Và lớp trang điểm nữa. Wow. Làm sao em có thể cảm ơn đây? Đừng sợ, làm ngay đi. Ráng lên thơm đi. Mình sẽ đón cậu về. Hiu. Xém thì được. Màn trình diễn hay đó nha. Mình làm được rồi. Yeah, mình giỏi quá đi. Hay đó, tài năng nhí. Đi thôi, thả anh ấy ra đi. Và cậu này là ai trong quen quen ta? Mặt cậu quen lắm luôn á. Là mình Pomni nè. Nhưng mình vẫn phải giải cứu em ấy thôi. Ồ, chút phép thuật đường phố chứ. Diễn thử miễn phí nè. Có ai muốn hay không? Room trick. Dễ thương ghê. Tới mình. Room trick. Có gì ở đây nào? Wow, nhiều đồ chơi thật nha. Nhận hết luôn cũng được. Và cậu thì sao? Wow, càng sát sô phôn hả? Được đó, cậu có tài thật đó nha. Sao cơ? Này, cậu nghĩ như vậy là hay á hả? Mình làm hay hơn đó nha. Cậu có chắc hay không? Tin mình đi. Mình giỏi lắm. Room trick. Cậu thấy sao nào? Wow, cậu đúng là giỏi thật nha. Đừng có mà nghi nữa. Xích xoát đó nha. Cãi rồi kìa. Này, không đùa đâu, cứu với. Ô không, tội nghiệp cho Jazz. Mình giúp cho nha. Rắn thích tiếng kèn đó. Ngủ nào các bé yêu. Mình nghĩ mình làm cái này được. Ô, thật đó. Không còn quấn chặt nữa. Hay thật đó nha. Cảm ơn, cậu ngầu thật. Mình đi đây. Wow,
là phù thủy thật đó. Này Pommy, nhìn kìa, là lối ra. Đi đâu đó? Không ai được rời khỏi đây cả. Dừng lại. Cô ý này, chạy đi, mình sẽ đánh lạc hướng cho. Được đó. Rồi sao nữa? Ai muốn chơi nào? Sẵn sàng, bắt đầu. Vui ơi là vui, chấp nhận thử thách, chịu thua đi nào. Cố mà nhận lấy đi. Cơ hội đây rồi, chạy thôi. Trừng trích ghi bàn. Boom. Được rồi, mình làm được rồi, giỏi quá đi. Được rồi, cậu thắng. Cảm ơn Ragatha. Chạy thôi. Phew, mình thoát rồi. Yay, chị cầm đàn ukulele của em nè. Cảm ơn ạ. Mình cùng chơi bài nào nha. Ý hay đó. Chúng mình giỏi thật mà. Đúng rồi bé ơi. Đây rồi. Giờ là của ta. Hôm nay ơi, cứu em. Em ơi, chờ xíu. Em đâu rồi ta? Phải đi tìm thôi. Wow, giúp với. Bác sĩ, đưa càng cua về nơi nó thuộc về với ạ. Chắc chắn không phải trên mũi của mình rồi. Nào, để mình xem thử. Qua đây nào. Mình sẽ sửa lại ngay. Trùm trích. Yay, cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng, wow, bạn là nhất. Cảm ơn nhiều nha. Bạn kia bị sao thế? Bác sĩ, bạn đây rồi. Bác sĩ khám cho bạn ấy được không? Trợ lý của bạn làm mình bị bỏng này. Làm ơn làm gì đó đi, mình bó tay rồi. Mình nghĩ nên thoa kem trị bỏng á, nhưng vô đây chưa đủ đâu. Trơm trích. Mamma mia, bình tĩnh nào. Bạn cảm thấy thế nào rồi? Phải đảm bảo kem thấm hết vào cơ thể của bạn. Đẹp như mới rồi nha. Cảm ơn bác sĩ. Cả các bạn nữa. Đập tay nào. Bác sĩ, mình phải đi đây. Cảm ơn lần nữa nha. Ra khỏi đây thôi. Các bạn đi đâu vậy? Phải trả tiền chứ. Thế này đủ chưa? Mình không biết nữa. Bạn thấy sao? Không, đưa tiền làm cái gì? Trả tiền bằng kẹo đi. Thật nhiều kẹo. Nè, lấy thoải mái đi. Nhanh lên, đi thôi. Chúng ta quá xuất sắc đi. Kẹo, cho mình với nha. Cho cái này nè, đây là lương của bọn mình. Mấy đứa nghịch ngợm này. Mình có bầu rồi. Mình sắp sinh rồi nè. Phải đưa bạn vào phòng mới được. Buông mình ra đi. Mình không đi đâu cả. Wow, bạn ổn chứ? Đừng lo lắng mà, ăn đi nè. Không. Sữa. Đừng mà. Hãy xem đi. Được. Mình không cố ý. Không sao đâu. Bạn đã làm gì thế này? Gọi bác sĩ dậy đi. Mình không biết làm sao. Mình có ý này nè. Câu em bé ra đi. Chắc là ổn đó nha. Làm nhanh lên đi. Em bé cắn câu rồi. Kéo phụ mình đi. Cố lên. Ta sẽ làm được. Câu được rồi. Xin chúc mừng nha. Là con gái nè. Cảm ơn nhiều lắm. Cưng ghê nơi. Chuyện gì vậy? Báo động. Không, phải dậy ngay thôi. Sứa. Đi nào, có người cần giúp đỡ. Cứu. Bạn bị tấn công à. Giúp bạn ấy dậy đi. Bạn đâu ở đâu nào? Lật bạn lại thôi. Cẩn thận đó nha. Nặng quá đi à. Bạn ăn ít pizza lại đi thì hơn. Dậy đi, nhanh lên. Sao lại như vậy chứ? Mình nôn mất. Dừng lại đi. Các bạn chỉ phá thêm mà thôi. Xin lỗi bác sĩ. Lật bạn ấy lại nào. Tưởng phải nằm mãi mãi như vậy chứ. Đưa kẹo nào. Tất nhiên rồi. Quá đã. Đừng ngã nữa nha. Wow, chiếc đĩa đẹp quá à. Wow. Chút may mắn. Đừng đi. Tạm biệt. Đứng lại. Phew. Tránh xa bác sĩ ra ngay. Quái vật ngu ngốc kia. Chết nè. Bệnh nhân đó. Chân mình đau quá đi.
Hachi, mình kiểm tra phản xạ ấy mà. Dịch vụ quá là tệ. Để mình kiểm tra nha. Đừng lo, tay nghề mình cao lắm. Xem nào. Ồ, hình như bị gãy rồi. Nhưng bạn may mắn đó, mình sẽ chữa cực nhanh. Đây là công nghệ mới đây. Bạn làm được mà. Cố định xương lại nào. Không dùng cái này. Cái này mới đúng nè. Chữa thôi nào. Xong rồi, bạn sẽ chạy được sớm thôi. Wow, bác sĩ, bạn đỉnh quá à. Tuyệt vời nha. Súc miệng đi. Vâng, bác sĩ. Tính chuồng hả? Còn tiền bo đâu? Hay bạn muốn gãy thêm một chân nữa? Ok, đợi chút nha. Đủ chưa? Nè, đừng có đánh mình mà. Bảo trọng đó. Hiu. Tới ai nào? Ồ, vào đi. Bác sĩ, tóc của mình không cháy. Dù mình cố thế nào đi nữa. Để mình lo cho. Ngồi đi. Bắt đầu chữa thôi nào. Kiên nhẫn chút nha. Kỳ lạ, sao nó không cháy nhỉ? Dùng súng phun lửa chắc chắn sẽ cháy. Này, bình tĩnh. Tin mình đi. Nóng quá à, kể cả là mình. Khoan đã, biết rồi. Bạn ấy bị làm sao thế? Ớt. Thử đi. Được. Cay quá à. Thế nào, có tác dụng chứ? Một chút thôi à. Đừng đi đâu nha. Cái này chắc chắn sẽ được nè. Wow, to quá đi. Carola Ripper King. Ăn đi. Hết luôn á hả? Được. Ngon đó. Oh yeah. Cảm ơn bạn nhiều. Lại có người cần mình rồi. Đừng hòng thắng Shader. Con rùa ngu ngốc. Ai cần giúp vậy? Cái hộp nè. Không, con rùa cơ. Mình sẽ chờ cuộc chiến kết thúc vậy. Chết nè. Không có mai thì bạn cũng vô dụng thôi. Mình bất bại. Được rồi. Chữa nguồn gốc vấn đề trước nào. Này, chuyện gì vậy? Bạn đùa mình nè. Buông ra. Thả ra. Đến bệnh viện nào. Hả? Còn mình thì sao? Giúp mình chứ, đi mà. Được thôi, nếu bạn muốn. Wow, hình như nó không muốn rời xa bạn. Bỏ tay luôn, mình không đủ mạnh. Làm sao giúp bạn đây? Biết rồi, mình cần sức mạnh và mình có thể xử lý được. Vào việc thôi nào. Với sức mạnh này, mình sẽ không ngán cục 500 nào cả. Khổ luyện thành tài. Mình sợ rồi đó nha. Đừng sợ mà, mình sẽ cứu bạn. Oh yeah, mình sung sức rồi đó. Giờ thì... xin lỗi nha. Ngại muốn xỉu, nhưng cảm ơn nhiều. Mình không thấy gì cả. Bác sĩ Sứa, bạn đã giúp mình rất nhiều. Mình khỏe rồi. Tạm biệt nha. Bạn chăm chỉ quá nhỉ. Đi ra chỗ khác nào, muốn chiếm chỗ của mình hả? Lại là đống kẹo. Bạn đến khám bệnh hả? Chào bác sĩ. Không đi xa hơn được. Mình biết phải làm gì rồi nè. Đâu rồi nhỉ? Có phim hoạt hình không? Wow, hay quá. Trum trip kìa.